Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV chốt phần chơi Minecraft Chosen Modded Adventure. Và trong tập trước chúng ta đang đi tìm Besta Bunko nhưng mà vẫn chưa có. Bây giờ để mình tận dụng cái này coi. Không có Besta Bunko luôn, toàn là rat gì đâu không à. Ôi Star Bunko, cái khu đất này không chịu xuất hiện. Mình cũng hốt nhiều lắm rồi đó. Có con ngựa là dai nè. Cái này ta không có cần farm thịt cho nên không có đưa vô cái hệ thống tự động. Ví dụ như cần farm thịt thì mới tự động. Chủ yếu là ở đây kiếm ta bưng cô thôi. Mấy bữa thấy có ta bưng cô á nhưng mà không biết nó đi đâu rồi. Và trong thời gian kiếm mấy em này thì cũng treo máy luôn. Tập ra nhiều à? 1158, 1189. Như 1189 là cao nhất rồi. Cái ngựa của mình cũng 1189, không cao hơn được nữa. Và chúng ta sẽ có hai bình đầy fertility, quá tốt, quá nhanh luôn á. Ốc về luôn, xài đã luôn. Đang mở mắt nét. Mắt nét đi. Tùm lum hết trơn đó. Chết đâu. Mở rộng cái chết đó lên thêm. Ok. Biết cuốc đất rồi. Mấy bé tí là không biết cuốc đất nha. Chỉ có mình biết cuốc đất thôi, cuốc giùm. Cái này chúng ta chỉ cần chơi vô Roar 2 tầng. Có mà. Có ở nhà Roar 2 tầng là xong. Thả băng cô đâu. Thiệt luôn á, cái Domination One. Ta không cho tôi cây One này. Dominion One. Ủa? Khoan. Ủa thế cái gì cần ta bưng cô? Lần trước chúng ta đang làm công thức gì mà cần ta bưng cô? Khoan. À công thức này. Conjuration Essence. Cần phải có ta bưng cô Shack. Why ta bưng cô? Shady Wizard Arcane Core. Chắc phải suy nghĩ đến chuyện đó quá. Còn ở đây thì chưa. Shady Wizard hả? Có cái trader nè. Ông đó là Shady thì lên chế tạo đồ. Cái coi giờ cái chest. Cái chest. Ở chảnh là thêm chest nữa rồi. Đồ nhiều lắm. Nhiều thiệt nhiều luôn. Nhiều tới mức xài mà hả? Trầm cảm luôn. Rồi. Tháo. Ta sẽ cần phải làm cái kho. Arcane kho. Ai vậy? Ai gõ cửa vậy? Sawstone hả? Căng vậy? Sawstone. Công thức Sawstone sao đây? Sawstone cần có stone. Stone đâu? Hết stone rồi. Hết stone thiệt luôn. Rồi, Sawstone đưa vô. Rồi, làm cái Arcane Core cái. Để đi chay chét. Trời, nghe ghê quá, chay chét. Ông này đang chay rồi, ông này. Ồ, cũng có tray luôn rồi. Ok. Gắn Arcane Core vô. Dân làng. Lên nghệ liền. Osberry Ron. Ta chịu khó trao đổi mấy bước để cho lên cấp. Thêm món đồ ăn. Rồi ông này. Cái này là rẻ nhất luôn, dễ làm nhất. Rồi bây giờ làm cái này trước đi. Là 2 stack đó. Trao đổi. Lên chậm quá. Này có 1 cục à? Có cái gì nhiều hơn không? Phải 1 lần 2 lần nữa. Thôi đi xuống dưới coi thử coi. Ở dưới hình như không có emerald. Bên đây nè. Không có. Emerald là cực kỳ hiếm cho nên không có. Chỉ có được phần kia thôi.
chưa kiếm được Starbunko thôi. Rồi, như vậy là còn thiếu Endstone. Đánh dấu cái Endstone lên cái. Bỏ cục đất đi. Endstone đây. Endstone chúng ta sẽ có trong công thức đang làm. Lên cấp. Và ông ấy sẽ mở ra thêm những cái trao đổi mới. Chúng ta có thể đổi được Ghost Weave. Emerald đổi Widen Horn. Widen Horn lại là cái mà bên kia mới farm lại không có cho nhiều nữa. Widen Stalker ít lắm luôn á. Không có. Không có Widen Horn. Phải đổi mấy cái cao cấp. Khó quá đi. Ông đó ông đòi cao cấp quá. À bưng cô. Cái bé đó là hiếm lắm luôn á. Bữa giờ là mình không thấy luôn. Mình chỉ nhớ là mình có gặp một lần ở trong rừng hay sao á. Hoặc là ở đâu đó quanh đây nè. Rồi lần đó là không có nữa luôn. Chúng ta mà thấy là phải lấy cái cây swap. Lấy mẫu liền. Để nhân ra. Chứ nó trốn mất tiêu rồi. Giờ để làm công thức của mấy cái cần thiết trước. Arcane Core lại một lần nữa. Arcane Pedestal này nọ. Đây công thức này. Arcane Core. Làm lại cục này. Có thể sử dụng loại stone khác. Không phải sử dụng cái loại này ha. Rồi bây giờ bấm công thức. Một còn thiếu vàng. Vàng đâu. Đi lấy vàng nhân đôi một cái. Tính tiếp. Mình đã tìm được một khu rừng Roots. Và chúng ta đi vòng vòng. Coi thử coi có bé Starbunko không. Chủ yếu là Starbunko thôi. Starbunko làm khổ tôi quá. Bé đó là xuất hiện trong rừng. Cũng hên xui lắm nha. Có cái này luôn. Lấy luôn. Ây da. Refluorescent à good. Nó mọc lên. Còn nữa không? Cứ đây. Thường thì có cái phần Sourceberry là hay thấy ta bưng cô lắm. Rồi, tới luôn. Chúng ta phát hiện ra được gì đây? Con gì kìa? Ôi, con gì đó? Lộn rồi. Có cái spawner hay không vậy? Cá nhiều quá. Từ từ. Cho lấy mẫu cái mấy em ơi. Widen Defender. Không cần nha. Không cần mấy đứa nha. Widen Defender dữ quá. Rồi, Widen Defender ở dưới luôn đi. Nó có gai á. Bởi vậy nhìn cái rễ cây lên là thấy nó vui vui rồi đó. Refluorescent good. Ngay khu này luôn. Nhưng mà không có ta bưng cô. Có một em đó thôi à. Khó khăn quá đi. Con chim. Cái này cây gai nè. Con chim không à. Cá, biết bao nhiêu loại cá luôn. Mở cái này lên. Coi mấy cái chấm á. Ồ khoan, từ từ. Cái chấm. Toàn là chim không. Chim. Có cái tháp nãy. Tự nhiên thấy cái này cái đi vòng đi coi luôn rồi. Đi ngược lại. Ở trong này thì chỉ thấy có con Defender này thôi. Không cần thiết lắm à. Chúng ta đi một vòng qua bên kia. Đây, cái tháp bên đó. Lô vô coi cái tháp coi. Tháp này không phải tháp phù thủy bữa giờ thấy. Nhưng mà vô trọng có đồ gì đây. Nó lên.
Không có gì. Phải ngó cho kỹ. Rồi, không phải tháp phù thủy. Và nó đúng là tháp phù thủy luôn. Chúng ta có đem sắt theo. Ok liền. Nâng cấp. Backpack. Tại vì có những món mà mình có thể chuyển qua, chuyển lại. Nó chứa quá nhiều. Bỏ vô, bỏ vô. Đi đem theo nhiều thứ quá là vậy đó. Rồi mấy cây này cũng không nên để ở trỏng. Mà để bên đây mới đúng nè. Đồ giờ nhiều lắm. Nhiều tới mức mà không biết bỏ đâu luôn rồi đó. Còn gì nữa không? Coi thử coi. Hai cái này. Bỏ ở trỏng luôn. Rồi lên chảnh. Gem. Lightning gem. Gem cho thì nhiều. Nhưng mà không có gắn vô được đồ. Đồ phải có lỗ. Mà đồ muốn có lỗ là đồ phải xịn. Gì vậy? Gì vậy? Dương 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 dương. Thấy cái này nghi nghi nha. Nghi 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 nghi. TNT. Cái ác rồi. Có một cây stone ác thôi. Không có TNT. Really? Thiệt luôn. Không có TNT. Nào. Nãy mới đào ra thì rớt xuống dưới mất tiêu rồi. Không TNT thì dễ xử. Rồi đập mấy cái kệ ra lấy sách thôi. Lát hồi nữa nó bùm cái tiễn mình lên đường luôn. Chúc mừng luôn. Hy vọng nó đừng có bùm. Hi. Bùm hay không bùm không biết luôn. Chúng ta có đồ mang về thôi. Chỉ biết là vậy. Capturing. Ồ, cấp độ 5 luôn. Cho vô món vũ khí là xịn luôn nha. Cường hóa capturing là có khả năng rớt trứng. Cuối cùng cũng thấy. Lấy. Đứng lại em. Ôi, không lấy mẫu được. Kỳ vậy, cho lấy mẫu cái coi. Ố về luôn, không lấy mẫu được rồi, nhanh chóng. Con nói là Starbunko có tên đó. Ê, em ơi. Starbunko ơi, không bắt được em rồi. Đâu rồi? Lộn. Lộn món. Rồi lấy rồi đó. Em đã lấy rồi, khoái rồi, bùm. Đâu rồi? Oh yeah luôn. Chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn. Bé ta bằng cô của tôi. Biến mất rồi. Chúc mừng bạn. Thật là đau lòng quá. Đau lòng quá. Bé đó có tên ha, không có ghi là Starbunko. Hiếm lắm luôn á, cực kỳ hiếm luôn. Thiệt tình, thôi đi về. Về nhà làm thêm bánh mì. Ủa, kỳ vậy? Sao kỳ vậy, sao kỳ vậy? Chúng ta sẽ cần phải làm thêm bánh mì cái. Ôi, rồi, bằng hai cục gem này xử lý cái đi. Gem dust. Tập ra nhiều đồ quá. U này nó quá nhỏ. Phải có đồ quăng vô hết thì thật là khỏe. Savage chinh thay bộ một cái. Đồ của bên này là phải savage chinh từ bây giờ nó mới kịp. Tại vì nó quá nhiều rồi. Tại sao mở cái túi bên đây nữa. Ôi. Emotional damage. Rồi ta bưng cô nhớ để đây nha, để đây nhớ nha, còn xài nữa. Để đây cái quên luôn, hết xài luôn. Là ngồi cười hoài luôn. Rồi vừa đưa được có một cục gâu thôi à. Rồi ta bưng cô chạy mất, mình không lấy mẫu được. Đúng khó chịu luôn á. Đã lấy mẫu được bé ta bưng cô đó thì tốt. Có một cách nữa có thể sẽ xuất hiện nhưng mà cái cách đó nó cần nhiều công sức hơn. Cách đó từ từ xử lý. Rồi đi xuống dưới. Phải đi kiếm một bé khác đó. Đấy lại cái khu bên này nè. Cái khu đất này nè. Là khả năng xuất hiện ta bân cô cũng tốt lắm. Nhưng mà không thấy luôn. Chỉ toàn xuất hiện mấy bé bình thường thôi.
Chúng ta đang cần làm end stone mà đi xa quá xa luôn. Giờ sẽ cần phải có hai cái, một pickaxe, một axe. Savaging table còn thiếu copper. Copper Smithing table không có luôn. Làm luôn. Smithing. Rồi wood savaging. Ok. Không biết để đâu luôn. Nhiều chỗ quá không biết để đâu. Đồ vẫn còn ok luôn. Rồi và savage cái gì thì cứ ngó vô đây. Đồ nào mà có mấy cái chất lượng này nọ đó, chúng ta sẽ đem đi savage. Rồi. Ta lúc cần không thấy mana boost gravity gì nọ nè đó. Đó đó đó. Nó đó. Nó đó. Chờ có nhiêu đó thôi đó. Chu 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 chu. Cái này không phải. Ok luôn. Cái này có magnet hả? Cái này đem đi dục luôn á chứ đâu có xài gì đâu. Còn gì dưới này không? Coi luôn đi. Cái quần này nữa nè. Quần mà có chữ có gì đặc biệt á là người ta có thể xài được liền luôn. 1-3 Tham World Fabric. Nghĩa là nó sẽ gacha chỉ số. Còn đôi dài nè. Mới qua chỗ các bé tí lấy đôi dài nữa. Cái này là mình có thể làm cái gem lại, gem cutting, giúp cho cái gem nó tốt hơn. Cắt kênh. Cầm đồ chơi về tiếp. Và đồ chơi trong người mình thì vẫn chưa có chỗ để bỏ. Ha ha ha. Chúng ta đi thôi dục luôn đi. Cái này mắc nét cũng không cần nha. Tại vì mình cũng đã có cái mắc nét rồi. Bye bye luôn. Rồi lên làm một cái bộ enchanting. Khoan. Chúng ta coi lại công thức của cái end stone. Nó cần phải có conjuration essence. Conjuration essence cần có imbuement. Imbuement đây. Vậy thì cần phải có pedestal. Pedestal đâu? Arcane platform. Arcane pedestal. Cần có soul stone. Ok. Shot gem. Có mấy cái shot gem này thôi. Tinh. Làm hết luôn. Go nhỏ đâu. Làm 3 cái. 4 cái cũng được. Cái này sẽ còn nâng cấp lên Ritual Brazier thôi. Chưa có cần. Chưa cần thì chưa nâng cấp. Rồi còn dư lại công thức. Công thức. Lấy vàng ra. Vàng còn nhiều lắm, đừng lo. Xài đi. Chừng nào thiếu tính tiếp. Rồi xong lộn luôn. Nó là xuống trên dưới. Imbuement. Ok luôn. Domination 1. Dominion 1. Lộn. Đọc lộn. Enchanting apparatus. Diamond. Đúng một cục. Thấm luôn. Tinh. Đây. Magic. Magic, magic, magic. Hạt nô bao. Rồi phần thưởng này được chọn nè. Chọn gì? Gacha, gacha vui hơn chọn. Rồi bây giờ ta có mấy cái đó rồi. À, enchanting core đâu? Đi tháo của ông kia. Phải để lên trên cái enchanting core nữa mới có thể chạy được. Mời. Áo cái coi. Shady Wizard. Chứ phải Shady Merchant ha. Thì đi Wizard vẫn còn cứu vãn được. Qua bên đây. Rồi để cái này xuống. Chúng ta sẽ cần có Enchanting Apparatus và Arcane Pedestal. Để xung quanh 8 cái. Domination 1.
hết shop gem. Cần có một vàng. Tình hình không được vui. Không có cái wedding hall nào hết trơn hết á. Giờ phải chờ tới tối. Bây giờ chúng ta vô làm công thức này trước. Cái one trước. Dominion one. Dominion one đây. Bỏ cái này lên. Ê, bậy bậy bậy. Không có đúng công thức, nó không có chạy đâu. Bùm. Nó sẽ lấy từ bên kia. Chiu 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 chiu. Tinh. Được chưa? 100% full, 100% full. Lâu lắm mới thức ban đêm để đi chơi. Nhưng mà vô gặp zombie. À quên, có cái cây nãy mới lấy ra từ trong mob farm. Đây là cái tai zombie. Ghê chưa? Tai zombie. Ủa không có độ bền luôn hả? Ghê vậy? 7 chấm mấy à, thắt damage luôn. Cái thiệt, cái thiệt. Rồi bây giờ coi coi Wilden Stalker đâu. Có con dơi thôi à. Chỗ này lạ nha. Quái ở thế giới này spawn nó bị chia ra. Lấy con dao tôi xử mấy con lama của ông bây giờ đó. Ở bên cái mob farm không có Wilden Stalker luôn mới ngầu. Nếu mà có thì mình đâu cần đi tìm. Mình đã thử cho chạy lên luôn. Toàn những con zombie rồi mấy con khác không à. Không có luôn. Thế giới gì mà yên tĩnh dữ. Đúng yên tĩnh luôn á. Để nhớ coi hôm bữa dưới lòng đất chúng ta có gặp lần nào không nữa. Hình như cũng không có luôn. Thương vô đây con. Heo hả? Zombie không ạ? À? Thì cho cái tay zombie không nè. À? Tình hình là những bé Wilden đó đã có thay đổi lớn về cái việc xuất hiện, cho nên mình không thể nào tìm được nữa hết. Nên chúng ta sẽ phải về đây đi trao đổi kiếm thêm. Được nhiêu đây? Ổng chưa lên cấp nữa. Căng vậy ta. Ghostweave. Khói này đâu có làm gì đâu. Đồ chơi vui thôi. Đem bỏ một rác luôn. Không làm gì. Không làm gì thì vô thùng rác. Giờ có một cách để kiếm được cái món mình cần á. Là ông Shady Wizard này lên cấp. Ở đây. Tablet of Summon Wilden. Ủa? Mà khoan. Trời quẩn rồi đó. Thấy quẩn rồi đó nha. Sau khi làm xong thì mới nhận ra một điều. Là chúng ta có thể kiếm nhanh hơn. A pistol. Kiểu hỏi con Wilden. Wilden như phải Wilden. Đây lapis đây. Có thêm lapis. Lâu phải vô dọn khu này lại nữa. Thằng chơi này làm cái việc mà kiếm tài nguyên nó trở nên gay gắt quá. Gay gắt rồi chúng ta sẽ phải mất rất là nhiều công sức, mất là nhiều thời gian để đi kiếm cho được. Này không bỏ vô được. Này bỏ đây luôn đi. Bây giờ mình còn cái này. Chúng ta sẽ làm thành stick luôn cho rồi. À, dục luôn. Dư một cục dục luôn cho rồi đi. Dư cái trứng nữa kìa, trứng dục luôn. Tùm lum hết trơn luôn. Đi chặt cây. Ra chặt cây. Lấy gỗ. Làm công thức. Ok. Cây mới lớn nè. Này để các bé tí chặt giùm cũng được. Nhưng mà thôi để mình chặt luôn cho nó nhanh. Các bé tí lại phải sắp xếp tùm lum thứ cho các bé tí nữa.
có cái con Widen thôi. Có một số cái thôi mà nó khó khăn quá đi. Khó khăn chồng chất, khó khăn. Lát nữa nếu mà triệu hồi được Widen Stalker á, nó có Widen, nó không còn giống như hồi xưa nữa. 9-10 ok. Lấy cái này xuống. Rồi, pháp lệch đâu? Pháp lệch of Widen cần có vaccine good hả? Đúng vaccine luôn mới chịu hả? Vaccine at good. Rồi, oh no luôn. Thì Soston không phải. Có cần thiết phải làm khó nhau vậy không? Vaccine là phải đúng. Còn này nữa, chuyển luôn cho rồi đi. Vaccine là cái màu tím. Thôi nè, rồi để mình đi lấy. Chạy lên trển, mình mới chạy đi lấy thêm chỉ để chúng ta làm cái cung. Một, hai, ba. Rồi đây, tháp lịch of Widen. Rồi retour. Này sử dụng sao? Consumer tablet on use. Nhớ đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Passion fruit. Cất vô. Rồi đây là con Widen Hunter đời mới nè. Những cái phiên bản trước á, là cái con này nó là cái con đứng nó đi, cái con có cái sừng dê á, nhưng bây giờ nó thật sự trở thành một con thú đi bốn chân rồi. Sao rung lắc dữ dội với em. Và đây là Widen Stalker. À, Widen Hunter và Widen Stalker. Con này Widen Hunter nó sẽ triệu hồi những con sói ra để chiến đấu phụ nó. Còn Widen Stalker á, là nó sẽ bay tới. Những con này không còn xuất hiện ở Overworld nữa. Bởi vậy chúng ta sẽ không có ở trong mớp farm. Mình kiếm được cái tổ của Widen Defender nằm ở Cold Biome. Thì những cái con Widen khác nó cũng sẽ có cái tổ riêng. Còn cái con Widen Chimera là boss rồi, phải triệu hồi. Vậy là chúng ta sẽ cần phải triệu hồi. Rồi bây giờ cái tháp lịch đâu? Widen, summon Widen. Là chỉ cần summon thôi mà không có cần gắn thêm đồ gì nữa thì nó sẽ ngẫu hứng nó triệu hồi ra con gì thì chơi con đó. Nhớ lấy cái swap. Swap. Làm cho cái áo giáp bằng sắt bận đỡ rồi. Gì mà tệ dữ gì không có cái giáp sắt nữa. Thiệt luôn á. Bằng cái giáp sắt coi. Cứng cáp lên xíu coi. Rồi bây giờ retour. Retour Brazier không cần. Retour này cần có Sauce. Cần gì nữa. Retour Brazier cần có Arcan Padesso. Tiếp tục làm lại công thức một cái. Tinh một cái thôi. Rồi cái này một khối. Và ta sẽ có công thức này cần thêm vàng. Retour Brazier ok luôn. Nó sẽ chịu hồi một trong ba Widen Stalker. Cất mấy cái DNA vô trong này cái đi. DNA rat, play rat gì này nọ ok rồi. Ta có magma cup. Ủa hai cái luôn hả? Dữ vậy. Rat. Tại sao là hai cái magma cup? Một cái magma cup, một cái Wither Skeleton. Ờ đây rồi. Đây là Widen Guardian. Widen Defender. Đi ra chỗ rộng rãi để bắt đầu công việc triệu hồi. Rồi, biết phải chuột vô kích hoạt. Con gì vậy? Stalker. Ok luôn. Widen Stalker. Ê, có con này nữa. Đúng chưa? Widen Hunter. Tới luôn. Nguyên một đàn chó. Nó tới kìa. Chết tôi. Mưa rồi. Chết tôi. Rồi hiểu rồi em ơi, hiểu rồi.
Biden Hunter. Được chưa, được chưa? Đó đó, ê ê ê, còn em này nữa, phải cố gắng kiếm được. Đây rồi luôn, Biden Horn. Ơ ơ, còn tru nữa, còn tru là còn chơi. Làm cái nghi lễ này đúng căng luôn á. Phải auto fit mới được. Để chúng ta còn có hồi phục nữa, còn em nữa. Chu nè, chu hoài. Chó sói cho nên nó chu. Ao, bị chó cắn. Rồi, không, mừng quá. Thở phào nhớ nhóm. Bây giờ đã có Stalker, Hunter, Defender đều có. Ok luôn. Và bây giờ thực hiện công thức cuối cùng. Công thức của cái này. Trời mưa thiệt là khó chịu. Nhưng mà bây giờ chưa có ngủ được, thành ra không hết mưa được. Ta bưng cô có đúng một cái. Rồi, bấm. No recipe. Ok ya. Imbuement. Imbuement. Rồi, vô đây. Conjuration Essence. Đúng, chính xác. Captain Recipe. À, như vậy là ta sẽ cần phải làm có mấy cái farm đó nữa. Nói chung đây là cách nhanh chóng nhất để có thể triệu hồi được Biden Stalker phục vụ cho công việc. Phải chờ ở đây xử lý xong thì chúng ta mới có được một cái Conjuration. Vui quá, cho nên lao thẳng vô lava ăn mừng. Chưa đi ngủ được, thật là khó chịu. Rồi và cái này chế tạo on. Stone, nghe tới stone nữa mình suy nghĩ. Thì lấy cái stone khác đi. Chúng ta còn cái stone gì nữa không? Polish stone. Mà lấy cái granite là cái mà ít xài nhất. Nó có mất cái này không? Thì câu trả lời tới ngay bây giờ. Rồi mất luôn, hay quá, chân chàng pháo tay. Làm sao chúng ta kiếm được này nhiều thêm nữa. Làm được một cục end stone thôi mà chạy da chóc dãy luôn. Ôi có công thức này nữa. Posset Endermine. À, không phải bỏ này lên, không phải làm đâu, bỏ cái này lên sử dụng. Nói tóm lại trong ngày hôm nay thì cuối cùng mình cũng đã có được cục Endstone mà không cần phải bước qua The End rồi đó. Bây giờ qua The End cũng không trụ nổi con Ender Dragon nữa, cho nên bắt buộc phải làm như vậy thôi. Còn bây giờ mình kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác. Bye bye.